Ai trong quý vị cảm thấy thỏa lòng xin vui lòng đưa tay cho biết. Ồ, cảm ơn Chúa, cảm ơn quý vị. Chúa dựng nên chúng ta có thân xác, có tâm trí, có tâm hồn. Và ý nghĩa của việc Chúa hà sanh khí vào lỗ mũi để con người đó trở nên một loài sanh linh có nghĩa rằng Chúa đặt linh hồn vào trong chúng ta. Và thưa quý vị, chỉ có những người ý thức rằng mình có linh hồn mới biết được ý nghĩa của hai chữ thỏa lòng thế nào. Thế nào là thỏa lòng? Cái quan điểm của đời về chữ thỏa lòng là như thế nào? Và quan điểm của đạo Chúa khi nói đến chữ thỏa lòng chúng ta muốn nói gì? Nếu quý vị chưa từng bao giờ thỏa lòng hết, hôm nay là cơ hội để quý vị có thể kinh nghiệm được điều đó. Và nếu quý vị đã có sự thỏa lòng rồi, hãy cẩn thận là vì cái sự thỏa lòng đó có thể mất nếu chúng ta không có Chúa ở với chúng ta. Chữ thỏa lòng chép chỉ có 10 lần, 4 lần trong Cựu Ước và chỉ có 6 lần trong Tân Ước thôi. Và dường như chúng ta thấy cái thỏa lòng là cái chủ đề rất lớn trong Kinh Thánh, phải không ạ? Chép chỉ có 6 lần trong Tân Ước mà tác giả của cả 6 lần đó đều là Thánh Phaolô. Nhưng mà chúng ta cần phải trở lại với Thánh Phaolô để hỏi Phaolô rằng ông muốn dùng cái chữ thỏa lòng trong những lần ông dùng như thế nào. Thế nào là thỏa? Thỏa tức là được đáp ứng xứng đáng. Thỏa đáng, thỏa thuận, thỏa mãn, thỏa vui, thỏa nguyện, thỏa thích. Những cái thỏa như thế, nôm na chúng ta cứ bảo rằng đã đời cho nó dễ hiểu, phải không ạ? Nếu những điều được đáp ứng thỏa đáng bắt nguồn từ nhu cầu của tâm trí chúng ta thì chúng ta bảo rằng đó là những điều thỏa chí, đúng không ạ? Thỏa chí tan bồng, thỏa chí bình sinh. Cái chữ thỏa mãn thường thường không có được dùng ở trong một cái ý tưởng cao đẹp cho bằng cái chữ thỏa nguyện. Bị thỏa mãn là những gì có thể đo lường được. Thế nào là thỏa lòng? Thỏa lòng là trạng thái sung mãn nhất của tâm hồn khi tâm hồn ấy không còn mong muốn gì nữa cả. Thỏa lòng là trạng thái sung mãn nhất của tâm hồn khi tâm hồn ấy không còn mong muốn gì nữa cả. Đi đến nhà thờ, thờ phượng Chúa đem lại sự thỏa lòng. Không cần đi đến đâu và không cần làm công việc gì khác để có thể đem lại sự thỏa lòng bằng cái việc đến trong nhà của Chúa để thờ phượng Chúa. David nói như thế này ở trong Thi Thiên 23, có Kinh Thánh rất là quen thuộc với chúng ta thôi. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Cái điều kiện để mình không cảm thấy cần một việc gì nữa hết trong đời là gì? Là vì mình có Chúa. Trở lại câu định nghĩa, thỏa lòng là trạng thái sung mãn nhất của tâm hồn khi tâm hồn ấy không còn mong muốn gì nữa cả. Tại sao? Là vì mình đã có Chúa. Có Chúa là gì mà nó quan trọng dữ như vậy? Thưa quý vị, vui lòng, hài lòng, đẹp lòng thường lệ thuộc vào hoàn cảnh và ngoại cảnh. Nhưng thỏa lòng thì không tùy thuộc vào những gì xảy ra bên ngoài, nhưng mà nó được phát xuất từ bên trong. Sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Phaolô đưa ra những nguyên tắc sống của chúng ta ở đây. Chỉ có hai việc ở trên đời này và trong cả quả đời sau nữa là tin kính và thỏa lòng. Sự tin kính dẫn ta về cõi phước hạnh trên thiên đàng. Đó chính là sự cứu rỗi linh hồn qua sự nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nếu quý vị không có sự tin kính Chúa, không có Chúa trong lòng thì chẳng bao giờ kinh nghiệm được sự thỏa lòng cả. Và tiếp theo cái sự thỏa lòng mà Phaolô muốn nói ở đây là một trong sáu lần ông ấy nói, chính là cái quan niệm sống có thể giúp chúng ta bắt đầu sống những ngày trên thiên đàng tại đất này. Chúng ta có thể áp dụng những cái nguyên tắc đó trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta có Chúa bước theo Ngài thì chúng ta đã bắt đầu thỏa lòng rồi. Và Phaolô nói đến một cái nguyên tắc thỏa lòng mà chúng ta cũng có thể nói rằng như vậy, miệng là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Và tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Mà nếu cái nguyên tắc của chúng ta là có Chúa là có muôn sự rồi thì cái những cái gì xảy ra xung quanh chúng ta nó đâu còn có thành vấn đề nữa, phải không thưa quý vị? Đó phải là tiêu chuẩn nếp sống đạo để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự thỏa lòng. Cho dòng tôi dường như cuốn lôi đi sang ngài, cha luôn.
Chúa tình yêu. Đời tôi bay cao như chim, lượn qua không gian mênh mông, nhìn lên thiên nhiên xinh tươi Chúa bao. Hạnh phúc lướt qua ước muốn, Ngài ban cho tôi những không tuyệt thay tình yêu Chúa rộng sâu. Có Chúa chăm lo đời tôi thấy thỏa lòng, Ngài luôn chăm sóc đang chín bé đơn sơ không nhà. Qua bao năm dài Ngài lo toàn nuôi nấng chiên thơ, tôi thoa vui luôn nhờ tay Chúa quyền năng. Đời tôi bay cao như chim, lượn qua không gian mênh mông, nhìn lên thiên nhiên xinh tươi Chúa ban. Chúa dương nuôi đời tôi thấy thỏa lòng, dù nghèo vật chất mà cuộc sống tâm linh không nghèo. Quanh đêm luôn ngày Ngài nuôi tôi như cánh chim non, phong phú được tìm nhờ sức sống tình yêu. Đời tôi bay cao như chim, lượn qua không gian mênh mông, nhìn lên thiên nhiên xinh tươi Chúa ban. Chúa chở che đời tôi thấy thỏa lòng, dù trong cuộc sống đầy thử thách gian nan đan chờ, tâm linh an bình và yên vui ca hát thanh thơi. Qua những khó khăn ta ơn Chúa nhiều hơn. Đời tôi bay cao như chim, lượn qua không gian mênh mông, nhìn lên thiên nhiên xinh tươi Chúa ban. Hạnh phúc.